Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường nhâm nhi một tách cà phê. Và những lúc như thế, hình ảnh quê hương chợt ùa về. Những cánh đồng lúa bát ngát, những rặng tre xanh mướt, bờ ao sen, chiếc áo dài thướt tha trong gió. Tất cả như mới vừa hôm qua. Cảm ơn Trung Nguyên vì đã gợi lên trong tôi những nỗi nhớ ấy. Trung Nguyên, hương vị gợi nhớ.